Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nâng hạng thực tế người bệnh. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xin Anh Địa Mô Vịt. Mình là Quyết, nhân viên công ty Xin Anh Địa Mô Vịt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách lắp đặt cũng như là vận hành mẫu bộ khung nâng hạng dành cho người liệt sử dụng Xin Anh Địa Mô Vịt. Ở đây các bạn sẽ thấy bộ nâng hạng này sẽ gồm 3 bộ phận chính. Thứ nhất là bộ khung nâng hạng được gia cố bằng thép. Tiếp theo đó là bộ phận xi lanh điện. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng xi lanh điện mô vít. Và thứ ba đó là bộ phận điều khiển và nguồn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đo và lắp đặt bộ khung nâng hạng người liệt. Trước tiên các bạn cần xác định vị trí điểm gá dưới. Vị trí điểm gá dưới sẽ cách so với mặt giường quý vị các bạn của các bạn khoảng 30 cm. Đó là điểm gần dưới và điểm gần dưới. Sau khi xác định điểm gần dưới xong, mọi người sẽ khoan và định vị phần gần dưới vào. Sau khi định vị phần gần dưới xong, mọi người sẽ cài trục quay vào điểm gần dưới. Sau khi cài trục quay vào điểm gần dưới xong, mọi người sẽ cố định phần điểm gá trên vào. Như vậy sẽ giữ được cho trục thẳng đứng và không bị ngả nghiêng về các bên. Sau khi cố định xong điểm gá dưới, trục quay và điểm gá trên, mọi người sẽ tiến hành lắp ráp thanh đà vào. Sau khi lắp xong thanh đà, mọi người sẽ tiến hành lắp xi lanh vào hai đầu gá. Ở đây chúng ta có điểm gá trên và điểm gá dưới. Chúng ta sẽ lắp đặt điểm gá dưới trước. Mọi người nhớ là sẽ lắp chốt an toàn. Sau đó sẽ đến điểm gá trên. Sau khi đã lắp xi lanh xong, mọi người sẽ tiến hành treo móc treo để nâng hạng. Chúng ta sẽ có bộ phận dây đai. Ở đây mọi người sẽ thấy dây ở vị trí phía đầu sẽ ngắn hơn so với dây ở vị trí phía chân của người bệnh. Tiếp theo là đến phần đấu nối xi lanh điện và bộ phận điều khiển. Ở đây chúng ta có bộ mạch điều khiển đã được có hai đầu dây. Thứ nhất đó là đầu dây của nguồn vào. Thứ hai đó là đầu dây ra dành cho xi lanh điện. Để trước khi đấu nối nguồn vào thì chúng ta sẽ đấu với xi lanh điện trước.
Tiếp theo sẽ cắm cấp điện cho bộ nguồn điều khiển. Sau khi đã hoàn thiện xong việc lắp đặt thì sau đây mình sẽ điều khiển để nâng hạ khi mà chưa nâng hạ người để cho các bạn thấy. Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nâng hạ ghế người bệnh luôn. Các bạn cố gắng bằng tay qua lách. Và đây một cách rất là nhẹ nhàng. Sau đó các bạn sẽ di chuyển ra xe. Tiếp theo, mọi người sẽ hạ xuống. Mọi sản phẩm của Silanh Emovit đều là sản phẩm chính hãng, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và được bảo hành lên đến 12 tháng. Bên cạnh đó còn kèm theo hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, hãy cho nơi mình một like và subscribe để nhận những thông báo mới nhất để cho video mới. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.